Xin chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Anphat. Sẽ không phải giới thiệu quá nhiều về dòng laptop ThinkPad của Lenovo đúng không? Khi đã quá được lòng người tiêu dùng, đặc biệt là dân văn phòng, dòng ThinkPad cũng có rất nhiều phân khúc từ cao cấp cho đến tầm trung, nhưng về chất lượng thì không phải bàn. Hôm nay mình muốn giới thiệu đến mọi người chiếc ThinkPad T14S Gen 3, laptop mới nhất của nhà Lenovo với phân khúc tầm trung cực kỳ chất lượng. Hãy cùng mình vào video để tìm hiểu kỹ hơn về chiếc laptop này nhé! Về tổng thể thì chiếc laptop này không có quá nhiều thay đổi về mặt ngoại hình. Chiếc ThinkPad T14S Gen 3 này vẫn giữ nguyên thiết kế của các mẫu trước. Bao phủ toàn bộ vỏ máy là màu đen nhám với logo ThinkPad được đặt chéo ở cạnh phải để người dùng dễ dàng nhận diện được thương hiệu. Đây là một thiết kế rất đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, hiện đại. Nó phù hợp với mọi đối tượng người dùng. Được làm từ chất liệu nhựa cao cấp nên chiếc laptop này rất nhẹ. Với cân nặng chỉ 1,21kg và độ dày là 16,9mm thì bạn hoàn toàn có thể mang ra ngoài để học tập và làm việc. Thiết kế đúng chuẩn cho những ai có nhu cầu di chuyển cao và tính chất công việc phải mang máy tính ra ngoài để sử dụng nhiều. Điều mà mình cực kỳ thích ở những dòng ThinkPad và trên chiếc T14S Gen 3 này đó là bản lề cực kỳ chắc chắn, cho phép bạn có thể gập mở được 180 độ, vậy nên bạn có thể yên tâm sử dụng mà không lo gãy hay là lệch bản lề. Bên cạnh đó, với phần bản lề này thì bạn có thể dễ dàng chia sẻ dữ liệu cho người đối diện để học tập và làm việc. Có thể thấy, Lenovo luôn đặt nhu cầu sử dụng của người dùng lên hàng đầu, thiết kế ra những tính năng tối ưu nhất để làm hài lòng khách hàng. Về phần màn hình, chiếc laptop này được trang bị tỷ lệ màn 16:10 với độ rộng là 14 inch, tấm nền IPS thì bạn có thể thoải mái học tập và giải trí trên chiếc màn hình này. Độ sáng lên đến 400 nits, độ phủ màu là 100% sRGB sẽ cho bạn chất lượng hình ảnh cực kỳ sắc nét. Độ lệch màu gần như là bằng không, rất phù hợp cho bạn nào làm về đồ họa, thiết kế hay là chỉnh ảnh. Cùng với công nghệ anti-glare chống chói giúp bảo vệ mắt và sức khỏe của người dùng, dù bạn phải làm việc trong thời gian dài cũng không lo mỏi mắt. Bốn cạnh viền được làm cực mỏng để diện tích màn hình được làm tối đa nhất, cho phép người dùng có một trải nghiệm hình ảnh thoải mái nhất. Và dù cạnh viền mỏng nhưng vẫn được Lenovo trang bị một camera Full HD, cảm biến IR để bạn có thể thoải mái học tập và làm việc trực tuyến. Ở phần mặt C cũng được Lenovo làm rất tỉ mỉ, với bàn phím tiêu chuẩn, phím bấm vuông vắn, hành trình phím sâu, độ phản hồi cực nhanh, tạo cảm giác gõ rất thoải mái. Nền bàn phím còn được trang bị đèn nền để bạn có thể làm việc ngay cả trong môi trường thiếu sáng. Phần touchpad rộng rãi cho phép cảm ứng đa điểm, khiến các cú vuốt chạm của bạn cực kỳ mượt mà. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng chiếc touchpad này mà không cần chuyển rời. Và không thể không nhắc đến đó là nút checkpoint đặc trưng của dòng ThinkPad. Nó hỗ trợ đắc lực cho phần touchpad và giúp người dùng thuận tiện hơn rất nhiều khi làm việc. Chiếc ThinkPad T14S Gen 3 này còn được trang bị tính năng bảo mật vân tay. Bạn chỉ cần một chạm là có thể đăng nhập máy vô cùng nhanh chóng mà không cần nhớ mật khẩu. Khi sở hữu chiếc laptop này, bạn sẽ có bộ vi xử lý Intel Core i5-1235U với 10 x 12 luồng, 16GB LPDDR5, 512GB SSD sẽ cho bạn khả năng đa nhiệm tốt, trải nghiệm nhiều ứng dụng cùng một lúc vô cùng mượt mà. Bên cạnh đó, cũng cho bạn thoải mái xử lý các tác vụ văn phòng như là Word, PowerPoint, Excel và đăng nhập máy vô cùng nhanh chóng. Chiếc ThinkPad T14S Gen 3 này được tích hợp các đồ họa Intel Iris Xe Graphics, cho phép bạn chỉnh sửa hình ảnh và dựng video đơn giản trên các phần mềm như là Photoshop, AI. Cuối cùng thì chiếc laptop này cũng không thiếu bất cứ cổng kết nối nào, bao gồm 2 cổng Thunderbolt 4, 2 cổng USB 3.2 Gen 1, 1 cổng HDMI, 1 khe thẻ SD, 1 combo jack cắm mic tai nghe để bạn có thể truy xuất và kết nối với các thiết bị ngoại vi. Dung lượng pin là 3 cell 57Wh, cho phép bạn sử dụng cả ngày mà không lo hết pin. Chiếc laptop này cũng được trang bị Wi-Fi 6E để đường truyền mạng của bạn được nhanh chóng và ổn định hơn. Tổng kết lại thì Lenovo ThinkPad T14S Gen 3 là một chiếc laptop với hiệu năng ổn định, thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển, rất phù hợp với dân văn phòng. Không chỉ vậy, những tính năng mà chiếc laptop này mang lại chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Với mức giá lại đang cực kỳ ưu đãi tại Anphat, mình sẽ để link ở phía dưới cho bạn nào quan tâm đến chiếc laptop này nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.